con của Siro, con đầu tiên về với chủ. Rồi. Em dây đỏ này là sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh, sẽ bay ở thành phố Hồ Chí Minh rồi chủ sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh đón cún. Đó. Đực đỏ. Cún 74 ngày rồi. Đó. Trước khi xe ở bên ship đến đón cún thì quay nó một chút để cho mọi người cùng ngắm. Một nó bám đang rất là bám chủ, hai nữa là nó chưa xích bao giờ. Khói phám gì, dây xích nó có làm gì em đâu mà em phải cứ phải phản đối làm gì. Đi ra đây. Ok. Chạy nhảy chơi bời đi. À, nhìn cái bộ chân cẳng khung gọng của nó. Đó. Có một mình thôi, không có ai, có người quay hộ thì mình giữ chó quay thì đẹp. Đây, quay đủ nắng thì mọi người sẽ thấy cái giải lông của chúng nó rất là sẫm. Giải vàng của chúng nó rất là sẫm. À, tè đúng rồi. Cho ra chủ yếu là có, nếu mà có đây gì thì đây đi để tí vào lồng vận chuyển cho nó sạch sẽ. Chứ mới tắm rửa thơm phức rồi. Để về nhà chủ mới cho nó thơm tho sạch sẽ đấy. Nhưng mà nếu mà vận chuyển mà nó lại bắn ra thì bằng nhau. Cho ra đây nó có vệ sinh hay vệ sinh đó. Đây là lần đầu tiên cho con chó ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nha mọi người nha. Mọi người nhìn cái thái độ của con chó. Những cái con chó ấy, mà cái thần kinh của nó mà nó thần kinh chuẩn của con rốt, nó sẽ có một cái độ dạng. Bước chân ra thì nó một tí thôi là nó có thể là nó quen ngay. Nó tìm hiểu này kia. Đấy. À, ngồi xuống cái phi lại ngay này. Đấy. Thấy không? Chỉ cần chủ ngồi xuống là nó sẽ phi lại nằm ngay. Quấn chủ. Rồi đứng đây, lại ra tìm hiểu đi. Đi ra đây. Đúng rồi. Ra đấy xem nào, cây cối nó có cái gì nó lạ. Con người. Con người là để ý ngay. Con người là thái độ ngay, để ý quan tâm ngay. Nó là cho con thôi nhưng mà về nhà mới ấy, là nó chỉ cần về nhà 1-2 ngày là nó biết hết ai chủ, ai người quen, ai chủ, ai người nhà. Và có động lạ là nó sẽ sủa. À đây xe nó chạy nhiều bụi à. Nào, rửa mặt đây. Em quay mặt tí. Quá đẹp dài luôn. Sợ. Quá đẹp dài luôn. Đàn chó này là có những con chó có thể nói là có những con chó con này hoàn hảo. Theo ý của mình thì nó là hoàn hảo. Đó. Mọi thứ của nó đều là tuyệt vời luôn. Từ đầu mặt này cho đến khung gọng, đến tính cách. Hỏng. Đẹp dai để quay mặt tí nào. Sời. Quá đẹp luôn. Sời. Đó. Đây, thằng đỏ này là thằng đầu tiên về nhà mới. Tiếp theo nữa thì còn một thằng ở xa nữa là thằng dây đen. Thằng dây đen thì sẽ về Buôn Mê Thuột. Tính cách của cái đàn này thì nó tương đồng thôi. Con nào cũng là đại ca cả. Đợt này thì nó đã bắt đầu nó bước vào một cái đợt thay lông. Nó rụng, đang bắt đầu bước vào cái đợt rụng cái lớp lông đẹp đi. Bắt đầu mọc lông dài. Hóng. Hóng người đi. À.
có đi cùng với hai anh đấy không? Hả? Có đi cùng với hai anh đấy không? Thôi, lại chơi tiếp đi. Bây giờ chỗ chơi rộng rãi rồi. Hai xe máy đã đi là chúng ta có chỗ chơi rộng rãi thoải mái. Được sáng. Lượn quanh chân chủ. Thằng này thì hiện tại bây giờ là còn em đực dây hồng vẫn đang tìm chủ. Có mấy người hỏi rồi đấy, nhưng mà cái con hồng ấy thì mình muốn ưu tiên để nó lại ở miền Bắc. Hai con Bắc, hai con Nam. Đàn có 4 con đực. Mình để lại nó ở miền Bắc hoặc là có thể là các tỉnh miền Trung. Ở đây là lần đầu tiên con chó được ra ngoài nhé. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên được ra ngoài. Biết một cái chỗ lạ. Đó. Thái độ của nó. Nó có một cái độ đề phòng. Với các cái thứ lạ nhưng mà nó... Nó có một độ phòng ngừa thế chứ nó không có sợ hãi. À được rồi. Có cái dây đeo ở cổ đang khó chịu. À phá dây này. À bắt đầu phá xích. À cái dây này, nó vướng cái dây này sẽ phá này. Đó, kệ cho nó phá. Để nhìn cái khung người của nó. Nào, đó. Không cần phải cố phá cái xích làm gì cả. Vì chưa xích bao giờ. Đây là lần đầu tiên dùng xích với chúng nó. Dùng dây xích với chúng nó. Chúng nó sẽ phá xích. Gặm cắn một tí rồi thôi. Không cần phải phá. Phá làm gì. Đèo tí. Nó nằm vào đây. Nằm ra đây. Bẩn. Nằm vào đây. Cỏ này nó sạch nè. Đây. Hả? Ngồi xuống. Rồi, quay nhìn vào đây để nhìn bạn nào. Đấy, cuốn người. Vô địch luôn. Yêu chủ. Và nhớ rất là dai. Cho con với bọn này, nếu mà khi mà mình chăm nó từ bé này nha, 3 năm sau gặp lại nó vẫn nhớ. 3 năm sau gặp lại mình đảm bảo chúng nó đều vẫn nhớ hết. À, nhìn xem nào. Nhìn vào đây này. Nhìn con nào đẹp trai, con nào đẹp trai trong TV này. Này. Wow. Quá đẹp trai luôn. Đó. Nhìn cái màu sắc. Nhìn cái màu sắc của con chó. Đấy. Đàn này thì cái người ngợm với khung giọng, cái mặt là ok, rất là ok. Nó là cái đàn ở cái mức con chó tốt nhất của trại nhà mình. Tính cách tuyệt vời, sức khỏe tốt. Lấy giống đực ngoài để thử kiểm tra cái check thử xem cái một lần xem là cái gen di truyền nó như thế nào, thì nó giống y như là con chó ở trong trại, phối giống ở trong trại thôi. Là cái gen của con chó Đức nó rất là trội, là gen của con Siro. Chó nó giống đằng ngoại, chó con nó giống đằng ngoại. Chứ con bố của cái đàn này là cái màu mảng của nó rất là đen. Màu mảng của con bố đàn này là màu mảng của nó rất là đen. Nó gần như nó không có mảng màu vàng nữa. Đó. Nhưng mọi người nhìn cái màu mảng của con chó con là nhìn nó nét căng. Đó. Vàng sẫm luôn. Cháy khét. Mặt mũi thì nhìn thì đúng là ở trong dòng họ rồi. Đúng trong dòng họ Pila. Siro Melsi. Ngồi chơi một tí nữa
Rồi tí anh ấy đến đón để đi rồi bay vào với chủ nhá. Bay vào trong miền Nam với chủ. Màu mảng tốt. Khung gọng tuyệt vời luôn. Lớn lên thì mọi người ai mà theo dõi kênh ấy thì mới nhìn có cái video của con Nano ấy. Mới có video của con đực Nano và của cái đàn mình giữ lại ấy. Nano là coi như là anh chị em ruột với lại Siro mẹ của bọn này đi. Nó là đàn trước đàn sau thôi. Thì cái con chó đực, những cái con chó đực của cái đàn này ấy, lớn lên nó sẽ theo kiểu, nó giống theo kiểu con Nano, giống theo kiểu mặt của con Nano. Mình thì mình thấy cái kiểu mặt đấy mình rất là ức. Nó pha nét giữa dòng máu của bên nhà Bruno với lại dòng máu Kumusi. Nó ra cái kiểu mặt, phải nói là mình, với mình là nó là kiểu mặt tuyệt vời. Đấy, quay thanh niên tí, bây giờ thanh niên đã bắt đầu không phản đối dây nữa rồi đấy. Quay thanh niên một tí, tí thanh niên mà nhớ ra là thanh niên lại sẽ lại phá dây. Đó, có cái xe ô tô đi qua kìa. Thái độ như không. Đấy. Cho con này là nó lạ ấy, thì nó có thể giật mình, chứ còn một tí nó quen là nó không có giật mình nữa. Nó biết rồi. Đó. Khung gọng chân cẳng, chân trước chân sau. Đó. Vừa nói khỏi mồm xong ấy, lại bắt đầu nhớ ra dây xích, lại bắt đầu phá. Làm thế cho nó giật mình. Để quay cái mặt của nó tí. Sời, tuyệt phẩm luôn. Tuyệt phẩm luôn. Đàn này thì mấy con đực mặt của nó giống nhau, đều là tuyệt phẩm luôn. Quá đẹp nhỉ. Đó. Với mình thì mình thấy là quá đẹp rồi. Còn mọi người thì mọi người tự đánh giá. Mỗi người nó có một cái sở thích, cái gu thẩm mỹ nó khác nhau. Tuyệt vời đấy. Lớn lên là cũng sẽ không kém cái chất lượng của cái đàn Nano hay là cái đàn Siro đâu. Đàn này thì nó có một cái là cái khung nó sẽ to, cho con là khung nó sẽ to. Vì với ở cái ngày tuổi như này mà cho con chó nó rất là to cân rồi. Với cái với cái chăm sóc là chăm sóc như tất cả các đàn khác của mình nhá. Đàn này mình cho ăn 100% hạt. Mà con chó bây giờ là 70, coi như 75 ngày là con đực nó 8 cân rồi. 8 cân, hơn 8 cân một chút, coi như là 8 cân. 75 ngày. Nó đẻ, coi như đẻ hôm mùng 1, hôm nay là ngày 10, hôm nay là 14. Đó. Coi như là 75 ngày. Lên xe. Đêm nay là ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Lần sau mà đi đón ấy là em cầm cái lồng thấp thôi. Đi luôn đi cho nó về đi, cho nó yên tâm. Uống nước. Đón cún nó mang cái lồng to quá.